chúng con phải mồ côi, đó là mẹ chúng con phải mồ côi. Mẹ ơi, tội lắm mày ơi, đôi con khát nước biết ngày nào lo, đôi con khát nước biết ngày nào lo. Bà thấy mấy chú là biết ra đạo Bà Thảo à? Dạ. Ở dạ góc rồi. Mình mà. Rồi con chúc bà năm dạ, mới vui vẻ, nhiều dạ, sức khỏe và ráng niệm Phật nha bà. Dạ. Dạ. Mới bà dạ. Chúc con dồi dào sức khỏe. Dạ. Dạ, dạ con. Dưới. Dạ con dạ. Cảm ơn bà. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Giữa một nơi hoa lệ ở Sài Gòn, ít ai biết được rằng có một mái chùa là nơi che chở cho hơn 100 mảnh đời cơ nhỡ, không họ hàng thân thiết. Nếu không có nơi ấy, không biết các cụ ra sao giữa biển người tấp nập. Các cụ sẽ đi đâu về đâu khi màn đêm buông xuống, hay khi những ánh đèn hoa màu bật lên giữa những con đường, công viên, cũng là lúc các cụ cảm thấy cô đơn nhất. Nơi mà con muốn nhắc đến đó là chùa Lâm Quang, có địa chỉ tại 301/117, Bến Bình Đông, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi mái chùa này cũng chính là mái tình thương mà trên 20 năm nay đã nuôi dưỡng rất nhiều người không nơi nương tựa. Thưa cùng toàn thể quý vị, hiện tại là các thành viên trong đoàn từ thiện Quả Hảo của chúng con đang khuân vác những phần quà xuống xe và mang vào bên trong chùa Lâm Quang ở tại nơi quận 8, Sài Gòn. Nơi đây còn được gọi là viện dưỡng lão để trao quà cho các cụ vui xuân đón Tết. Và giờ đây kính mời quý vị cùng theo dõi nhé. Để đến với chùa Lâm Quang, đoàn chúng con phải đi bộ qua một con hẻm nhỏ khoảng 50 mét. Bảng chùa Lâm Quang hiện ra trước mắt. Bước vào khuôn viên chùa, khoảnh khắc đầu tiên mà chúng con bắt gặp là hình tượng Đức Phật Di Lặc với nụ cười hoan hỷ, nụ cười của bậc giác ngộ như tiếp thêm tinh thần cho ni sư, thích nữ Huệ Tuyến và Phật tử hằng ngày đến đây chung lo cho các cụ già neo đơn, để các cụ cảm thấy bình tâm giữa dòng đời hối hả. Sức khỏe. Dạ con luôn. Chúc bà năm mới nhiều sức khỏe nha, sống chúc, bình an hạnh phúc. Dạ. Cô cũng hạnh phúc. Bà nhớ niệm Phật luôn. Nha bà. Dạ, ngày nào cũng đi niệm Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúc cô vạn sự như ý nha. Cô. Dạ, A Di Đà Phật, con chúc bà năm mới nhiều sức khỏe. Dạ, hạnh phúc bình an. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ cảm ơn bà. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn bà A Di Đà Phật. Ước mơ mở một viện đã là niềm ấp ủ từ lâu của ni sư Thích Nữ Huệ Tuyến, với mong muốn cho những người già neo đơn sống đời sống lay lắt ở đường phố Sài Gòn có được một chỗ nghỉ dưỡng bình yên và được chăm sóc chu đáo, nên ni sư đã đưa các cụ về đây và tận tình nuôi dưỡng. Là Phật tử chớ quên tâm niệm, lấy chứng duyên thúc liễm tu hành, tìm đường giải thoát tử sanh, nhớ câu tác nghịch tác thành đấy ư. Hầu như các cụ ở đây đều lớn tuổi, ở cái tuổi nhân sinh thất thập cổ lai hy, thì các cụ không còn quá bận rộn với việc đời. Bước vào nơi các cụ đang ở, chúng con có một cảm giác bình yên đến kỳ lạ. Nét vui tươi hiện rõ trên mặt các cụ, dù có một số cụ đang bệnh. Mỗi giường là một góc sống riêng của từng cụ, với đầy đủ đồ sinh hoạt hàng ngày, tất cả đều ngăn nắp sạch sẽ. Sướng đi vòng. Nói từng bánh lên cậu. Cảm ơn cậu. Dạ cảm ơn cậu. Cậu năm nay mấy mươi rồi cậu? 33. Nhà cậu 34. Quê cậu ở gần đây không ạ? Quê ở Tiền Giang. Dạ sao cụ tới đây?
huyện Cái Bè mới tỉnh Tiền Giang. Tại hồi đó có gia đình ở đây nè, ở dạ. quận 9 đây phường 14 nè. Dạ. Rồi cậu có con cháu gì? Chết 22 năm rồi. Bác không có con, thì không có cháu gì hết ở quê á. Chứ còn cho nên là Sài Gòn tới đây. Dạ. Dạ. Dạ rồi, con chúc cụ năm mới vui vẻ. Dạ, dạ, chúc cô năm mới cũng phát tài nha. Dạ, cảm ơn cụ. Lâu lâu vô thăm. Dạ rồi, lâu lâu tụi con sẽ vô thăm các cụ. Mô Phật cảm ơn cô, cảm ơn hết tất cả. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật cảm ơn. Kính thưa quý vị, đây là khu thứ hai để mà nuôi dưỡng các cụ. Thường thì các cụ ở đây thường là các cụ già neo đơn hoặc là các cụ bị bệnh và không, thường thì không có con cháu ở bên cạnh và được các sư cô ở nơi chùa Lâm Quang này cư mang. Và đến đây thì con cũng thấy nhân dịp Tết đến thì cũng có một vài nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm họ cũng đến đây để họ chia sẻ, mang một chút ấm áp đến để gửi gắm cho các cụ vào những ngày cuối năm. Và bây giờ đây con sẽ phát bánh và sữa cho các cụ tiếp. Mời quý vị theo dõi nhé. Dạ. A Di Đà Phật. Vui vẻ. Dạ, Mô Phật, con cảm ơn cụ. Dạ. Cô buông sữa đi. Dạ, cảm ơn cụ. Kinh Phật có câu: Phật dị nhất đại sự nhân duyên xuất hiện ư thế. Phật vì một nhân duyên lớn mà có mặt ở trên đời. Nhân duyên ở đây, mỗi một cá nhân có thể hiểu theo mọi cách, nhưng tụ chung, chúng ta không lầm thì nhân duyên lớn nhất ở đây đó chính là khổ. Bởi vì đạo Phật là đạo từ bi, ban vui cứu khổ. Nguyên nhân của khổ là do vô minh không sáng, hành động trong sự thấy biết không sáng, nên mới tạo nên nghiệp bất lành. Và vì đã có nghiệp bất lành nên phải chịu luân hồi, mà chịu cảnh sinh tử tự sinh, thọ nhận quả khổ. Trên dương thế hữu hình tất hoại, có sanh ra khổ hại đâu chừa. Còn mang thân tứ đại là còn khổ, dù là ai đi chăng nữa cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Dạ. Con bên đạo Hòa Hảo. Hả? Bà biết Hòa Hảo không bà? Biết. Cô dạ. đạo đó nè. Bà ở đâu mà bà biết Hòa Hảo? Phú Tân. Quê à, quê Phú Tân là quê ở ngay góc Hòa Hảo. Dạ. À, bởi vì tôi rồi thấy sao cô bà áo bà đến à? Đây khi nào? Áo bà đúng không? À, đúng rồi, thấy ra mặc. Bà đến đây khi nào ạ? À, năm bà. Một năm rồi ai đưa bà tới đây? Bà biết ở đây mà. Dạ hả? Rồi bà có con cháu đông không? Có cháu mà không có con. Dạ. Bữa nay là 29 Tết. Dạ. Bà có về quê ăn Tết không ạ? Bà bị liệt, bà đâu có về. Dạ, bà ở đây luôn hả bà? Dạ. À, bởi ở đây buồn không bà? Vui. Dạ. Dạ rồi bởi con. Bởi vì bà thấy mấy chú rồi dạ. biết đạo Hòa Hảo rồi. Dạ. Ở dạ góc rồi. Mình mà. Rồi con chúc bà năm mới vui vẻ, nhiều sức khỏe và ráng niệm Phật nha bà. Dạ. Năm mới bà chúc con giàu dài sức khỏe. Dạ. Dạ con. Như ý. Dạ con cảm ơn bà. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Tôi ở cây số 16 á. Dạ. Trên Hòa Hảo 11 cây số. Dạ. Rồi con chào bà con đi. Cũng gốc Hòa Hảo mà. Con biếu cụ. Chúc con Tết vui vẻ. Chúng con đến trao cho các cụ các phần sữa. Các cụ trao lại cho chúng con cái chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, làm chúng con cảm thấy ấm áp trong nghĩa tình Phật đạo. Tình đạo Phật vốn quy chánh đạo, giúp chúng sanh hết đạo điên đời, làm người hạnh phúc kiếp người khi mãn an vui Phật đài. Tình đạo Phật lâu dài vô tận, tình an vui không vấn âu sầu, bất kỳ kẻ ở nơi đâu có tình ấy được hết câu não phiền. Ngoài những cụ khỏe mạnh tự sinh hoạt các cá nhân hàng ngày, cũng có các cụ mắc phải những bệnh tai biến, nằm liệt một chỗ, bao nỗi khó khăn vất vả chồng chất lên đôi tay của ni sư chùa Lâm Quang. Là người Phật tử, nếu hiểu được đời là bể khổ, cảnh vật là vô thường, chúng sanh là vô ngã, thì chừng ấy con người mới bắt đấu tranh với tha nhân. Và chỉ còn mục tiêu duy nhất là tìm con đường làm sao để hết khổ. Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo khi ra cơ mở đạo
Ngài cũng đã cho chúng ta biết trước sự khổ ấy qua câu: xuống dương thế dạo trong lê thứ, thấy bá gia gặp lúc não nùng, cảnh trần gian nhiều nỗi lao lung, việc tu tỉnh ít người hiểu lý. Thưa cùng quý vị, ở đây là một khu mà nuôi các cụ trong một cái tình trạng bệnh nặng nhất, đó là các cụ không làm chủ được bản thân, không có tự chăm sóc cho mình trong các việc sinh hoạt hàng ngày được. Và bây giờ con và phái đoàn sẽ vào thăm các cụ. Đã hơn 20 năm, ngôi chùa Lâm Quang vẫn âm thầm lặng lẽ nằm trong con hẻm nhỏ ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Mái chùa Lâm Quang giờ không chỉ là nơi sớm hôm kinh kệ của những người Phật tử quanh vùng, mà còn là chỗ dựa nương tựa cuối đời của những cụ không gia đình, không nhà cửa. Vậy nơi đây các cụ được quan tâm, chăm sóc, không còn cảm thấy hiu quạnh, cô độc tuổi xế chiều. Dưới bóng bồ đề thanh tịnh, những người mặc áo già lam vẫn ngày đêm hết lòng với công việc thiện nguyện, vẫn chăm lo mỗi ngày cho những mảnh đời không may, bởi phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Còn với các cụ, dù không có con cháu bên cạnh, nhưng với sự yêu thương, chia sẻ của các ni sư chùa Lâm Quang sẽ luôn là niềm vui bất tận trong những ngày tháng cuối đời. Di Đà Phật. Hôm nay thì đoàn từ thiện Hòa Hảo của chúng con có hay tin là ở đây sư cô có cưu mang các cụ, nên là tụi con đến đây để mà thăm hỏi và gửi biếu những phần quà cho các cụ vào những ngày cuối năm. A Di Đà Phật, cho con hỏi là viện dưỡng lão ở đây đã thành lập được bao lâu rồi? Dạ, nay 25 năm. Dạ. Ở đây thì điều kiện mà các cụ vào đây á là như thế nào hả cô? Như là dạ, mấy các cụ về ở phường ở xã là có xác minh là dạ, cái đơn xác nhận. Dạ. Như nhận mấy bà cụ là làm cái phường ở đó nó nhận là cũng làm cái đơn nó đưa qua cho mình. Rồi đem mình về vô mình nhìn theo cái đơn mình nhận. Dạ. Tại vì không phải là cái người ngoài mà vô tự nhiên sinh ra đơn được. Đó. Là mình nhận mấy đơn đó rồi xong là mới kêu phường xã dẫn bà già vô. Dạ. Rồi trong đây dẫn đem vô thì chỉ vô cái mình không vậy đó, rồi mấy bộ đồ gì mặc ở ngoài cái thông tình mấy tài sản gì hết. Dạ. Là vô đây là tự phụ lo hết. Nói rồi đó mình mấy cô đi ra cho nên quay phim quát cho mấy bà già tự mấy bà giữ xỉn luôn cho mình không có lấy tiền. Rồi khi mà để mà chăm sóc như là các cái hoạt động cá nhân hàng ngày thì ai sẽ chăm sóc cho các cụ? Ví dụ như mấy bà cụ này nằm đây thì dạ, mấy sư cô rồi sư phụ đồ rồi mình nhà Phật tử Phật phụ bà có như dạ, 14 người con nhà tắm đó rồi tắm rửa phụ với mình dọn nhà dọn cửa là đem ghế ra chà hết là mấy sư cô đồ với Phật tử phụ 14 người. Dạ. Còn cái mà trên đó thì tự mấy bà vệ sinh mấy bà đi làm được. Dạ. Là trên đó mình khỏi, còn dưới đây là mình dạ, phải làm tất cả hết. Trong những năm qua thì cái việc mà những cái chi phí á để mà chăm sóc cho các cụ thì có eo hẹp hoặc là có đầy đủ? Thì mạnh thường quân cũng như việc cho mấy mà vậy đó, rồi dạ, cụ với mình chăm sóc này kia nọ dạ, ăn uống thì ai có cúng được như thì cúng, còn gạo thì người ta đem tới tới dạ, chứ mấy bà không có bỏ gì ra hết, coi như là tự mình nuôi mình dẫn luôn. Dạ. Đó, dạ, mấy bà phát tiền thì mấy bà giữ, mấy bà nằm chỗ cho mấy bà giữ tiền đó. Dạ. Đó, vậy đó, chứ không có mà mình phải là em người nhà đem vô rồi gửi dạ, tiền bao nhiêu hay là gửi tài sản phụ gì không có. Vậy là cái trường hợp mà các cụ mà bệnh nặng nhất đó là nặng như thế nào cô? Bệnh nặng ví dụ như mình quân phụ của mình thì đem vô 5 triệu, 2 triệu, 3 triệu gì đó. Dạ. Mình cúng vậy nè, phải nói lo cho các cụ, mình lo cho các cụ. Rồi còn cái nào cũng cái số nào mà bệnh viện ví dụ như người ta đi ăn đóng mà 2, 3, 40 triệu là phụ đồ bỏ tiền ra lo. Dạ.
mạnh thường quân cúng và phụ võ này ra. Còn chết là hầm gương có sẵn luôn, mình đăng ký là nó bao phần nói cho mình. Rồi mình chỉ lệ là mình đưa đưa tiền cho nó vẫn nguyện rồi, cái để 3 ngày làm đám lên trở vô trong nhà thiêu thiêu thì hốt cốt em về để trong chùa. Vậy là khi mà các cụ đến đây thì cái trường hợp mà qua đời đã nhiều chưa con? Qua đời nhiễm lắm. Qua hết người này tới người khác chứ không phải là dự định mà số 137 người còn hoài. Ví dụ như 137 cái mốt cái chết bà cái cũng lắp vô y như cũ, cái chết bà hai bà cái lắp vô y như cũ, có thiên số hơn luôn. Khi mà cái viện dưỡng lão của mình đã được thành lập và đưa vào trong hoạt động để mà chăm sóc các cụ thì nhiều nơi họ cũng đã biết đến rồi á. Rồi, người ta lên mạng, người ta lên Zalo, người ta thấy lên Facebook, người ta thấy mà ta không làm rõ không. Mình không có lên nhưng mà khách này nè, đi cho giống như em vậy đó, người ta cho, người ta lên, người ta quay. Thế cho con hỏi thêm là cái tâm nguyện của sư cô á như thế nào? Là sư cô có thể chia sẻ với mọi người được không ạ? Thì sư phụ này kìa, để chỉ lo cho mấy bà không có nhà cửa nơi là sư phụ làm để làm tròn ý nguyện của sư phụ. Dạ, ai đi đọc con. Thế thì hôm nay đoàn chúng con đến đây để chia sẻ những cái niềm vui cho các cụ trong những ngày Tết đến xuân về. Và xin tụi con thì của lòng nhiều để cúng dường ở nơi đây để sư cô có cái chi phí để mà chăm sóc cho các cụ. Và kính chúc cho sư cô trong một năm mới thì có thật nhiều sức khỏe và tiếp tục với cái công việc thiện nguyện này ý nghĩa như thế này. A Di Đà Phật. Thì cô cũng chúc cho mấy trong cái đoàn để lo phục sự đạo pháp và phục vụ cho chúng sanh để đi để làm việc từ thiện phụ giúp Mexico. Dạ, A Di Đà Phật. Chúng con chúc năm mới vui vẻ và giàu sức khỏe. Dạ, A Di Đà Phật. Cô cảm ơn hết trong đoàn của mấy cô, mấy chú, mấy huynh đệ. Dạ, A Di Đà Phật. Cô thay mặt cho sư phụ, tại vì sư phụ đi công chuyện hả? Dạ, A Di Đà Phật. Rồi, con Phật. Rồi, con cảm ơn con. Rồi. Kính thưa quý vị, chúng ta chắc hẳn sẽ không ngờ rằng ở một nơi thành phố xô bồ như thế này lại có những mảnh đời bất hạnh. Các cụ thì đa phần là lớn tuổi và không nhà cửa, không con cháu và lâm vào hoàn cảnh bệnh tật. Nhưng may mắn thay, ở những giai đoạn cuối đời, các cụ được các sư cô ở nơi chùa Lâm Quang cư mang và nuôi dưỡng. Các cụ đã được sống trong ánh từ quang của chư Phật. Hy vọng rằng cái nhân duyên lành này sẽ kết nối với các cụ cùng với đạo pháp và cầu mong sao kiếp sau, đời sau, các cụ sẽ được gặp Phật pháp nhiều hơn và tu hành nhiều hơn để thoát khỏi những hoàn cảnh kém may mắn này. Và những ngày cận xuân, xin kính chúc cho các cụ luôn có thật nhiều sức khỏe, sống lâu, sống bình an, sống trọn vẹn và hằng trì niệm câu lục tự Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu mười phương chư Phật gia trì hộ độ cho các cụ nơi đây luôn có thật nhiều sức khỏe, sống một đời sống an lạc dưới mái từ bi Lâm Quang. Kính chúc cho các ni sư chùa Lâm Quang pháp thể khinh an, chúng sanh vị độ, đạo quả sớm viên thành, luôn là bóng cây cổ thụ chở che cho các cụ tuổi hạt đã xế chiều. Nam Mô A Di Đà Phật. Thiện nguyện của đoàn từ thiện Hòa Hảo lần này được sự trợ duyên của các mạnh thường quân chú Kiệt Vịnh Tre 6 triệu đồng, cô Trí Hoa Kỳ 2.000 USD, cô Hồng Điệp Hoa Kỳ 80 triệu đồng, bà Hạnh Hoa Kỳ 69.600.000 đồng, cô Được Úc 200 đô Úc, chú Hải Hoa Kỳ 10 triệu đồng, tiệm vàng Kim Thúy Kinh Đào 20 triệu đồng, chú Tặng Lắp Vò 2 triệu đồng, bà Bảy Sa Đéc 2 triệu đồng,
nhóm Phật tử Thụy Sĩ 10 triệu đồng, Diệu Huệ, Úc 6.768.000 đồng, Châu Thị Thanh Thúy, Úc 3.232.000 đồng, gia đình chú Ken, Úc 66.712.000 đồng, gia đình chú Hải, Úc 10 triệu đồng, gia đình Tâm Pháp, Úc 23.712.000 đồng, cô Kim Liên, Hoa Kỳ 57.900.000 đồng, cô Lý Long Xuyên 10 triệu đồng, chú Tùng, Úc 300 đô Úc, gia đình Trần Đức Tiến và Phan Pho, Hoa Kỳ 100 USD, gia đình Trần Thị Thủy Tiên, Hoa Kỳ 100 USD, gia đình Bùi Khôi, Hoa Kỳ 100 USD, bà Năm Ẩn, An Phú 1 triệu đồng, cô Nhiễn, Kinh Đào 1 triệu đồng, cô Thúy, Phú Lộc 1 triệu đồng, cô Thuận, Sài Gòn 600.000 đồng, tổng cộng 441 triệu đồng. Với số tiền đó, đoàn đã chi 1.050 phần quà cho bà con, phần quà cho các em nhỏ ở các nơi tại Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Nai và Sài Gòn, một phần cúng dường Tam Bảo và phần còn lại là các chi phí sinh hoạt khác của đoàn.